Xuân Vĩ xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Nhà đất Kiên Giang. Hiện tại mình đang có mặt tại hẻm 52 đường Nguyễn Thái Học thuộc phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá. Con hẻm này thì có độ rộng 4m, nhìn chung thì rộng rãi thoải mái, xe ô tô có thể vào được đến tận nhà. Và tại vị trí hẻm này, mình xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một căn nhà với kết cấu một trệt một lầu, với một cái diện tích phải nói là rộng rãi thoải mái, 107m², với chiều ngang phía trước là 7m, nở hậu phía sau lên đến 12m, và chiều dài lớn nhất của căn nhà là 12m. Và đặc biệt căn nhà cũng đã được hoàn công theo tiêu chuẩn nhà cấp 2, cho nên có thể nói là cực kỳ có giá trị về mặt pháp lý. Và vị trí phía trước căn nhà, chúng ta cũng sẽ đi đến được vị trí của đường Nguyễn Thái Học một cách rất là nhanh chóng, cho nên khi xe ô tô ra vào chúng ta có thể đi được vị trí đường này luôn. Và căn nhà cũng có phần sân được thiết kế theo kiểu sân vườn và được rào chắn kiên cố với hệ thống cổng rào sắt kết hợp với phần tường rào bê tông cốt thép như quý vị đã thấy nè. Và một cái điều đặc biệt nữa là căn nhà tọa lạc ngay tại vị trí góc hai mặt tiền của con hẻm 52. Chúng ta sẽ có vị trí mặt tiền thứ nhất có hướng chính là hướng tây bắc, và vị trí còn lại sẽ có hướng chính là hướng tây nam. Và chúng ta cũng sẽ có phần sân được thiết kế rộng rãi thoải mái, quý vị có thể đậu được hai xe ô tô cùng một lúc mà vẫn còn dư được rất là nhiều khoảng trống. Căn nhà được thiết kế theo dạng chữ L và được tối ưu hóa diện tích, cho nên cực kỳ thông thoáng. Chúng ta sẽ có hệ cửa là cửa nhôm chính cường lực ngay tại vị trí phòng khách nè, và một hệ cửa nữa ngay tại vị trí phòng bếp. Phía trước này thì chủ nhà cho tận dụng để làm thêm một cái kệ bếp ở đây nữa. Đây mình sẽ quay một vòng chuẩn bị xem nè. Không gian rất là mát mẻ và rất là thoáng đãng. Đây chính là không gian của phòng khách nè quý vị. Phòng khách được thiết kế với độ rộng hơn 3m. Và chúng ta sẽ có kệ tivi được bố trí ở đây. Phía sau kệ tivi sẽ là cầu thang dẫn lên vị trí của tầng 1. Và cái cảm quan của mình thì căn nhà được thiết kế rất là cứng cáp và chắc chắn. Và được hoàn công theo tiêu chuẩn nhà cấp 2 nha quý vị. Đây chính là không gian của phòng bếp nè quý vị. Phòng bếp được thiết kế với độ rộng 12m², chiều ngang 3m và chiều dài là hơn 4m. Chúng ta sẽ có hệ thống kệ bếp, tủ bếp. Và tất nhiên những cái này thì chủ nhà sẽ để lại, không có lấy đi. Đây, thông thoáng. Phía trên chúng ta sẽ có trần la phong và một cái sàn lãng này quý vị. Và có một cái hệ cửa sổ để lấy gió, lấy ánh sáng từ bên ngoài. Và từ đây có thể quan sát được vị trí của hẻm 52 nằm ở phía trước căn nhà. Đây chủ nhà cho bố trí một bộ bàn ăn nè. Về nội thất thì chủ nhà sẽ để lại toàn bộ nội thất hiện có trong nhà, cho nên khi mua về thì chúng ta sẽ chỉ việc dọn vào ở ngay thôi mà không cần phải sắm thêm nội thất. Và tại đây chúng ta sẽ có căn phòng ngủ đầu tiên được bố trí ở khu vực tầng trệt. Căn phòng có diện tích 12m² với chiều ngang 3m và chiều dài 4m, có sẵn giường, tủ và bàn trang điểm bên trong luôn. Và gạch nền sẽ là gạch giả gỗ. Riêng phần gạch nền phía ngoài sẽ là gạch đá bóng kiến kích thước 60-60. Kế đó chúng ta sẽ có căn phòng vệ sinh đầu tiên cũng được bố trí ở tầng trệt. Cửa nhựa giả gỗ, bên trong là một không gian rộng rãi thoải mái, ốp gạch phun tường và trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết. Đây chính là cầu thang dẫn lên vị trí của tầng 1 nè quý vị. Cầu thang với tay vịn bằng gỗ, gỗ căm xe, gỗ tự nhiên. Và các bạn lên xuống cũng được lát đá hoa cương, rất là sạch sẽ luôn nha quý vị. Và chúng ta sẽ có một khoảng không gian thông tầng được thiết kế rất là cao, rất là thoáng luôn. Đây chính là không gian của tầng 1. Tại đây chúng ta sẽ có phòng thờ, hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh cũng được bố trí ngay tại vị trí của tầng trệt. Và bên trong chúng ta cũng sẽ có một không gian rộng rãi thoải mái, ốp gạch tường, trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết. Kế đó chúng ta sẽ có căn phòng ngủ thứ hai. Căn phòng này cũng rộng 12m² với chiều ngang 3m và chiều dài là 4m. Tiếp đó chúng ta sẽ có hành lang 1m2 dẫn ra vị trí phía trước của tầng 1. Ngay tại vị trí bên phải hành lang sẽ là một căn phòng ngủ nữa, căn phòng ngủ thứ ba. Căn phòng này thì khoảng 7m² thôi, với chiều ngang khoảng 2m rưỡi và chiều dài cũng khoảng 2m rưỡi. Bên trái hành lang sẽ có một hệ cửa sổ để có thể lấy gió, lấy ánh sáng từ bên ngoài. Và phía trước tầng 1, chủ nhà cho bố trí một căn phòng thờ. Đây quý vị, căn phòng thờ có độ rộng khoảng 2m rưỡi. Và phía trước sẽ có một cái hệ cửa dẫn ra ban công rộng 1m2. Ban công được thiết kế
bo dọc theo toàn bộ phần phía trước của căn nhà luôn quý vị. Đó. Cho nên chúng ta sẽ có một cái ban công phải nói là rất là chill, rất là thoáng luôn nè. Đó, lên đây thì quý vị có thể ngắm toàn cảnh vị trí của hẻm 52 Nguyễn Thái Học quý vị. Đây mình sẽ quay một vòng quý vị xem nè. Đây là phần mái che, chủ nhà sử dụng những tấm bạc kết hợp với phần lưới ni lông. Và cũng xin nói thêm về cái con hẻm 52. Hẻm 52 nó sẽ kết nối với hẻm 27 và tất cả đều thông ra được vị trí của đường Nguyễn Thái Học, rất là tiện lợi. Đường Nguyễn Thái Học sẽ được xây dựng trong tương lai là bo xung quanh cái voi luôn, và có một cái cầu bắc qua vị trí của đường Lý Thị Sáu, cho nên có thể nói vị thế của căn nhà trong tương lai là cực kỳ ngon lành luôn. Và hiện tại chủ nhà đang chào bán căn nhà này với mức giá 2 tỷ 300 triệu đồng, có thương lượng và đồng thời hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho những quý vị nào có nhu cầu vay vốn. Quý vị đừng quên số điện thoại liên hệ mình có ghi bên trong video clip, quý vị nào quan tâm thì hãy nhấc máy lên và gọi ngay nhé. Video clip của mình đến đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào các video clip tiếp theo.